rằng nếu như các bạn chọn một chiếc MacBook Pro để nói về hiệu năng thì MacBook Pro M2 sẽ là lựa chọn tốt hơn của chúng ta. Giờ đây để lướt tìm chiếc MacBook Pro M2 bản 13 inch này trên gia chủ của Apple thì gần như là một điều không thể, bởi vì Apple đã chính thức khai tử dòng sản phẩm này. Tất nhiên đấy chỉ là ở trên gia chủ của Apple mà thôi, còn thực tế ra ở thị trường vẫn còn sẽ sót lại những cái chiếc MacBook Pro M2 13 inch cuối cùng còn mới nguyên siêu, hoặc là bây giờ chúng ta sẽ có máy line new rất nhiều của Pro M2 nhé. Vậy thì có mắt time, bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc so sánh giữa MacBook Pro M2 bản 13 inch và MacBook Pro M3 bản 14 inch để xem chiếc máy nào đóng hơn nhé. Mình là Trường, đây là Mac One, bắt đầu thôi. Trước khi vào video này thì mình cần phải làm rõ, hiện tại thì bây giờ mình đang chưa có trên tay chính thức chiếc MacBook Pro bản 14 inch chip M3. Vì vậy mình sẽ dùng chiếc MacBook Pro bản 14 inch 2021 này để có thể gọi là có những cái cảm giác bên ngoài, bởi vì là hai chiếc máy đó có cái cảm giác bên ngoài nó cũng rất là giống nhau, bởi vì vỏ bên ngoài của nó cũng xem nhau thôi mà, nên là cái này mọi người thông cảm nhé. Và mình xin đính chính luôn ở đầu video để chúng ta đỡ bị hiểu nhầm. Chúng ta có thể nhìn qua giá của hai chiếc máy này trên trang chủ của Mac One nhé. Đầu tiên, MacBook Pro M2 bản 13 inch hiện tại đang có giá máy mới là 28.990.000, thậm chí cả máy Light Deal đang có giá chỉ là 24.500.000 mà thôi với bản Base 8256. Ở phía còn lại, MacBook Pro M3 bản 14 inch chúng mình cũng đang có nhận đặt hàng với cấu hình bản Base là 8512 với mức giá là 39.490.000. Ngay ở mức giá thôi thì đã thấy được là cái sự chênh lệch nó rõ rệt như thế nào, 10.500.000 đồng, tức là một mức giá chênh rất lớn. Nếu như mà cái thời mà còn cái máy này bán chính hãng á, thì nếu mà các bạn so thì có thể thấy là nó chênh như kiểu là con M1 máy mới với ở con Pro M2 máy mới luôn, tức là tách hẳn phân khúc vào luôn á. Vậy thì ở trên hai chiếc máy có mức giá nó chênh nhau thế này thì rõ ràng là chiếc Pro bản 13 inch của chúng ta sẽ có lợi thế hơn rồi. Mà không chỉ thế nhá, thời điểm này nếu như mà các bạn may mắn thì có thể là tìm được cả những cái chiếc Pro M2 13 inch bản 16GB 52 luôn, mà mức giá mới chỉ loanh quanh khoảng 38 triệu mà thôi, tức là còn chưa bằng giá của chiếc máy này, vậy là rất ngon rồi. Tiếp đến, để mà nói xem chiếc máy nào đẹp hơn thì phần này mình sẽ dành cho mọi người, bởi vì đẹp hay không thì tùy vào mắt nhìn của mọi người mà. Mình sẽ đánh giá các phần khác ở trên hai máy này nhá. Đầu tiên là về độ dày. Độ dày của hai chiếc máy này thôi, bỏ qua đi. Cái Pro 14 inch chắc chắn là dày hơn rồi, và cùng với đó tỷ lệ thuận cũng sẽ là nặng hơn. Chiếc Pro 13 inch của chúng ta chỉ là 1,4kg thôi, sắp xỉ đó. Còn chiếc Pro 14 inch M3 sẽ là khoảng 1,55kg, tức là cũng sẽ có nặng hơn tương đối. Nếu như bạn nào mà có cái nhu cầu sử dụng mà có tính di động cao, phải mang đi ra ngoài nhiều, hoặc là cần phải di chuyển nhiều á, đi công tác, thì chiếc Pro 13 inch này có chăng là sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn cho chúng ta. Đấy là về phần cân nặng và cái độ dày nhá. Còn về cái cảm giác sử dụng thì sao? Cái cảm giác mà khi mà mình kê tay lên để gõ ở trên chiếc Pro 13 inch cũng rất là tốt. Cùng với đó chiếc Pro 14 inch cũng như vậy luôn. Mặc dù là chiếc Pro 14 inch cảm giác nó hơi bị cao hơn một chút, cái phần cổ tay nó cũng bị nhức lên một chút xíu á, nhưng mà không thấy có vấn đề gì quá là khó chịu. Trừ khi nếu như bạn là một người mà hay phải đeo đồng hồ á, nhất là những cái đồng hồ mà có cái phần dây nó cứng hoặc là cái phần dây nó tương đối dày. Như ngày trước mình có đeo cái đồng hồ G-Shock thì nó cũng rất là dày ở phần dây. Khi mà để tay lên chiếc Pro 14 inch này, nó lại còn bị kênh lên khá là nhiều nữa, nên là cảm giác cũng hơi bị khó chịu. Nên là cái này cũng là một điểm lưu ý dành cho bạn nào mà muốn lựa chọn chiếc 14 inch này nhá. À mà đang tiện mà nói về công việc thì chắc là cũng phải đề cập đến thiết bị ngoại vi nhỉ. Bởi vì là nhiều bạn làm việc cũng cần phải có các cái thẻ nhớ này, hay là chuột, hay là cắm màn hình ngoài, thì chắc chắn chiếc Pro 14 inch này ăn chặt. Nó không hề thiếu bất kỳ các cổng gì mà cũng đang phổ thông cả. Có chăng là thiếu cái cổng USB-A, nhưng mà bây giờ có vẻ là ít người dùng cái cổng này hơn rồi. Còn ở phía còn lại của chúng ta chỉ có hai cổng Thunderbolt mà thôi. Thunderbolt với dạng Type-C và sẽ có thêm một jack cặp tai nghe 3.5 ở bên phải nữa. Trong khoảng giá 10 triệu chênh lệch vừa rồi mình có nói thì đây có lẽ là điểm ăn tiền lớn nhất ở trong cái khoảng này. Màn hình. Màn hình của chúng ta bây giờ được nâng cấp toàn diện luôn về tất cả mọi mặt. Đầu tiên là về size, nghe cái tên thôi đã biết là nó to hơn bản 13 inch này rồi. 14 inch chênh hơn 1 inch. Như vậy là chúng ta sẽ có cái không gian làm việc ở trên màn hình nó lớn hơn, chia đa tác vụ nó cũng ok hơn, và làm việc chúng ta sẽ rất là thoải mái ở trên chiếc màn hình này. Tiếp theo đó nữa, cải thiện hơn về độ sáng, chúng ta có thể làm việc ở ngoài trời với cái màn hình với độ sáng 600 nit như thế này. Cùng với đó, độ phân giải trong ngưỡng là 4K, tần số quét cũng được nâng lên là 120Hz. Như vậy thì kể cả các bạn có làm việc này
hay là chơi game hoặc là xem phim giải trí, tất cả mọi thứ đều tốt hơn hẳn so với cả cái màn hình của bản Pro 13 inch nhá. Thực tế ra thì bây giờ mình chưa có máy để trải nghiệm cho chiếc Pro 13, nhưng mà nói chung là cái thông số này cũng rất là giống với cả bản Pro 2021, chip M1 Pro ở bên trong, giống như chiếc máy này này. Và mình đã dùng chiếc máy này rồi, màn hình của nó rất là ok. Và khi mà ví dụ như mình ngồi làm việc lâu ở trên cái máy này ấy, chuyển sang cái bản Pro 13 inch này nó khác hoàn toàn luôn. Cảm giác nó cứ bị giật giật hơn, mà cái độ sáng nó cũng không cao bằng được là cái chiếc 14 inch này của chúng ta. Bây giờ chúng ta nhìn lại về cái màn hình của Mac Pro 13 inch này. Nói là có thêm chiếc Pro vậy chứ thực ra cái màn hình này nếu mà để so thì nó cũng xem với cả máy M1 mà thôi. Size màn hình cũng vậy, chất lượng màn hình cũng không quá là chênh lệch nhiều. Vì vậy nên là đây thì thực sự là Pro của thời điểm hiện tại nhá. Sự Pro duy nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy có chăng là ở trên cái phần thanh điều khiển, tức là touch bar ở trên bản 13 inch này. Đúng là nhìn ở trên này thì chúng ta thấy nó màu mè hơn, vuốt chạm các thứ trông nó cũng công nghệ hơn, high tech hơn. Còn về cái sự thực tế và thực dụng ra thì mình thấy ở đây nó cũng không tiện bằng cái bản phím vật lý như là trên E hay là Pro 14, 16 inch đâu nhá. Ví dụ như bạn là một người dùng cơ bản và bạn không hề biết các cái trick để chúng ta có thể sử dụng nhanh ở trên cái touch bar này. Bình thường ví dụ chỉnh độ sáng chúng ta sẽ phải bấm vào và kéo thanh điều chỉnh độ sáng này. Còn ở trên máy mà có bàn phím vật lý chúng ta chỉ cần bấm một phát thôi là xong, rất là nhanh, chứ không phải làm thao tác hai bước như thế kia nữa. Và chính Apple cũng đã công nhận điều này, họ cũng đã bỏ hoàn toàn touch bar đi, không cho lên cái bản 14 inch này nữa và thay hoàn toàn bàn phím vật lý. Ngoài ra cái phần touch bar này cũng có cái tỷ lệ lỗi nó cũng cao hơn so với cả phím vật lý bình thường, nên là vì vậy bỏ đi cái phần hạn chế ở trên touch bar, cùng với đó là hạn chế về các linh kiện, tối ưu hóa về phần linh kiện hơn, Apple lại cũng có lợi. Như vậy thì touch bar bây giờ chính thức đã đi vào dĩ vãng, và cũng chia buồn cho bạn nào mà hay check in với cả touch bar ở trên MacBook Pro nhá. Nếu mà để nói về thông số thì chắc là thôi nhỉ, chúng ta chả cần phải xem cũng biết là Pro 14 inch nó mạnh hơn rồi. Chip đời sau chắc chắn là phải mạnh hơn chip đời trước, chưa cần biết là nó mạnh hơn nhiều hay ít nhá, nhưng chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn. Nhưng đây cũng sẽ là lý do chính mà mình muốn nói đến, rằng nếu như các bạn chọn một chiếc MacBook Pro để nói về hiệu năng thì MacBook Pro M2 sẽ là lựa chọn tốt hơn của chúng ta. Đồng ý là con chip M3 của chúng ta làm trên tiến trình 3 nanometer có sức mạnh rất là lớn. Cùng với đó nữa, mình đã có xem một cái bài so sánh về hiệu năng giữa chip M3 thường và chip M2 Pro ở trên chiếc Pro 14 inch á. Thì rõ ràng là con Pro M3 nó là con chip thường thôi, nên là nó cũng vẫn sẽ là yếu hơn so với cả con M2 Pro. Tuy nhiên là không phải yếu hơn nhiều đâu nhá, yếu hơn một chút thôi, như kiểu là 80 gặp 100 á, nó chỉ tầm ấy thôi, chứ không phải là quá yếu. Tức là ý mình ở đây, con chip M3 rất là mạnh và có thể là mạnh hơn rất nhiều so với cả chip M2 luôn. Tuy nhiên, hãy nhìn vào các thông số khác ở trên chiếc máy này. Với cái bản base của chúng ta là 8/512GB, tức là RAM 8GB nằm trên một con máy như thế này, 40 triệu đồng. Nếu mà dùng một cái chiếc RAM 8GB với cả một con chip mà rất mạnh như thế thì nó có tương xứng không? Khi mà các bạn phải dựng các video hoặc là các bạn sử dụng After Effects dựng ra các cái hiệu ứng, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta chia cái phần RAM để làm hiệu ứng á, nó rất là ít, 8GB RAM để chia ra nó cũng chả được bao nhiêu đâu, mà ít nhất nó cũng phải là 16GB RAM thì may ra công việc nó mới gọi là ổn được. Đấy là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, ở trên chiếc 14 inch này của chúng ta, nó cũng là 14 inch đấy, nhưng mà ở bên trong nó không có hai quạt tản nhiệt như là các cái chip M1, M2, M3 Pro đâu nhá. Mà ở trên M3 thường là chúng ta chỉ có một quạt tản nhiệt duy nhất mà thôi. Tức là nếu như một con chip mạnh như thế này mà chỉ có một quạt tản nhiệt duy nhất, thì khi mà nó làm việc với hiệu suất tối đa, con chip mà nóng lên thì một quạt tản nhiệt không đủ dành cho con chip M3 của chúng ta. Như vậy thì nếu mà để gọi là tối ưu hết được cái phần hiệu năng của một con chip thì mình nghĩ là ở trên bản Pro 13 inch này nó sẽ là hợp lý hơn đấy. Ngoài ra nữa, nếu như các bạn muốn xuất màn hình ra ngoài thì chúng ta cả hai chiếc máy này đều chỉ xuất được một màn hình duy nhất mà thôi, với độ phân giải là 6K 60fps. Như vậy thì nếu mà chúng ta muốn là đa nhiệm, multitask nhiều thì cả hai chiếc máy này nó cũng chả khác gì nhau. Như vậy thì với cái số tiền chênh lệch bỏ ra như thế thì hiệu năng của chúng ta về cái hiệu suất làm việc nó cũng không phải là quá ok. Vậy thì bây giờ ai sẽ là người nên lựa chọn bản 13 và ai sẽ là người nên chọn bản 14 inch đây? Thì đây sẽ là phần ý kiến của mình nhá. Văn phòng này, đồ họa 2D này, hoặc là chúng ta cốt nhẹ thì Pro 13 là một sự lựa chọn rất tốt rồi. Còn nếu như mà các bạn lựa chọn bản Pro 14 inch á, thì mình khuyên thật là nên cố gắng đầu tư lên bản 16GB RAM. Nó sẽ là một cái gì đấy nó tốt hơn và nó xứng đáng hơn trong cái việc mà các bạn bỏ tiền ra để mua một chiếc máy mới. Nó cũng sẽ chênh hơn một chút ít thôi, không phải là quá nhiều,
nó sẽ lên khoảng tầm 3-4 triệu tại thời điểm này, và về sau cái biên độ giá có thể nó sẽ ít hơn giữa bản 8 và bản 16 gram nhé. Và ngoài ra nếu như các bạn muốn có một cái bài so sánh nào khác giữa hai chiếc máy nào thì cũng đừng ngại mà để lại ý kiến ở bên dưới để mình có thể đọc và có thể làm những video tiếp theo trong tương lai. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Magwan để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.